Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà đất Hà Nội có gara ô tô và thang máy đang được chào bán mới nhất tháng 1 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại đường Trường Chinh, có diện tích là 50m², được xây dựng 7 tầng, thiết kế thông sàn, có gara ô tô và thang máy, rất là phù hợp với anh chị nào vừa ở vừa làm trụ sở công ty, với mức giá đang được chào bán chỉ có 9,7 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết của căn nhà đất Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà đất Hà Nội nằm tại đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà đất này thì có diện tích là 50m², nhà hướng chính nam với mặt tiền 4m anh chị nhé. Được xây dựng 7 tầng, có thang máy, ô tô vào nhà. Cách mặt phố Trường Chinh của chúng ta thì chỉ quanh khoảng 100m thôi, rất là gần. Để em sẽ zoom rộng lên một chút để anh chị có thể hình dung được toàn bộ phía trước của căn nhà này. Đấy. Cách phố rất gần, 10m thôi. Cả khu này thì cũng có chưa đầy 10 nhà. Đấy. Thiết kế thông sàn từ tầng 1 lên tầng 7. Ở đây thì anh chị có thể vừa ở vừa có thể thiết kế văn phòng hay kinh doanh online. Làm tóc này cũng vẫn rất ok anh chị nhé. Nhà hướng nam rất là đẹp. Rồi sau đây em sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị nhé. Với khu vực tầng 1 thì là khu vực để gara ô tô, hoặc nếu anh chị nào kinh doanh thì sẽ làm văn phòng. Đấy, tùy vào mục đích sử dụng của từng anh chị nhé. Mặt tiền 4m. Đấy, khuôn rất đẹp. Ô tô vào nhà anh chị này, khuôn rất đẹp luôn. Nhà thiết kế cũng cực kỳ sắc nét. Với mức giá hơn 9 tỷ cho một căn nhà khu vực ngã tư Sở thì hoàn toàn hợp lý. Có thang máy, 450kg cho 6 người anh chị nhé. Đấy. Khá là thoáng. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào khu vực tầng 2. Wow. Tầng 2 thì sẽ có một nhà vệ sinh nhỏ, khu vực bếp. Bếp và khách thì chúng ta sẽ thiết kế ở đây. Đấy. Thực ra thì nếu quý anh chị muốn thì chúng ta cũng có thể thiết kế bếp và khách lên các tầng trên cũng được. Nếu kết hợp vừa làm kinh doanh thì theo em thì sẽ nên chuyển bếp lên tầng trên, sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà không kinh doanh gì thì tầng 1 của chúng ta sẽ để ô tô. Tầng 2 thì phòng bếp, phòng khách cũng được. Nhà chúng ta phía sau cũng để lại được cửa sổ anh chị nhé. Đấy. Thiết kế thông sàn hết. Hệ thống điện tự động. Bắt đầu từ tầng 3 thì sẽ thiết kế nhà vệ sinh rộng hơn. Phòng thì để thông rộng hơn. Đã lắp lỗ chờ điều hòa hết rồi anh chị nhé. Về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua một căn nhà đất Hà Nội, khu vực ngã tư Sở, ô tô vào nhà, kết hợp vừa ở vừa kinh doanh, trong tầm tiền hơn 9 tỷ, thì hãy đến xem căn nhà này ngay nhé. Tầng 1 thiết kế để ô tô rồi, tầng 2 là phòng bếp phòng khách, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 là mỗi tầng thiết kế thông sàn hết. Còn khu vực tầng 7 là phòng thờ sân phơi anh chị nhé. Các tầng này thì thiết kế cũng tương tự thôi, tương tự các tầng dưới. Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội hay quanh khu vực ngã tư Sở, em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Nhà ở mặt ngõ, các căn nhà đất Hà Nội, mặt phố hay các căn nhà Hà Nội có gara ô tô và thang máy, em đều có. Quý chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy điện thoại cho em Phương nhé.
Các tầng trên này cũng tương tự thôi. Em sẽ quay qua để tiết kiệm thời gian cho anh chị. Đây là khu vực tầng 6 rồi. Là thiết kế giống nhau hết anh chị nhé. Rất thoáng. Đây là khu vực tầng 7. Ở tầng 7 này thì tầng 7 chúng ta sẽ có view rất thoáng khu vực phòng thờ và sân phơi. Đấy. Trang trí rất là nhã nhặn. Wow. Vô cùng thoáng này anh chị. Đây là khu Royal City. Đấy. Royal City ngay chỗ chúng ta thôi. Phía sau này của chúng ta thì là đường Trường Chinh đây. Đấy, một tòa nhà rất là lớn đây, Trường Chinh. Rất gần. Đi lại cực kỳ thuận tiện luôn. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé, khi xem được video này, để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.